cái căn hộ condo high rise ở đây. Cái lầu này là lầu số 19. Thật sự là một chút nữa Tiên sẽ nhờ nhân viên của Tiên giúp Tiên để quay ở trong và dẫn quý vị đi nhìn cho nó nhìn nó thấy nhiều hơn, thấy rõ hơn ở đây. Thật sự rất là cái đời sống của những người mà người làm việc mà cho corporate đó, thì họ thích ở những cái condo high rise thế này hơn. Vì đã là độc thân đi làm thì hầu như mình muốn cái gì sống ở trong cái khu những khu chung cư mà có rất là nhiều tiện nghi, bao gồm giống như phòng thể dục thể thao, phòng gym rồi vân vân đó. Cho nên với lại nó có một cái đề tư chút xíu là nó có một cái privacy là mình đi ra đi vô đều có những cái security, phải có security dưới, receptionist ở dưới, tức là cái khu vực tới tân á người ta sẽ có cho mình. Đây. Thấy không? Cho nên là đây là một cái căn hộ mà mới được gọi là foreclosed được ấy, mà Tiên sẽ trong thời gian đang gọi là thầu mua cái căn hộ này. Và đây ở trong căn nhà thì đây là một cái hướng đi phòng khách, mình có thể nhìn ở ngoài nhé. Nha, thấy không, đó là một cái view rất là đẹp, cực kỳ đẹp, và buổi đêm thì còn đẹp hơn nữa. Rồi sau đó là hầu như phòng khách thì mình sẽ có cái open air. Bây giờ hiện tại là những người đi làm corporate, những người độc thân mà đi làm hoặc là chưa có gia đình á, thì họ thích ở những cái căn hộ condo high rise thế này nè. Đó. Hiện tại. Ồ đây à. Đây có một con mèo, Tiên không có thích mèo. Đó. Thì mọi thứ quý vị thấy không? Rất là đẹp. Mà cái view nó quá đẹp đi. Cho nên ở tối thì mình sẽ thấy cái thành phố hết của ở dưới đằng sau mình. Và đây là một trong những căn hộ mà mình có một cái balcony ở ngoài đó. Ngoài ban công thì mình có thể đi ra ngoài ban công. Ở trong đây nó có khoảng như là 24 tầng lầu, 24 tầng 5 gì đó, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà chỉ có một số tầng lầu mình sẽ có cái balcony ở ngoài nha. Ở đây thì cái nhà này được thiết kế bởi cái người chủ. Thì đây là một cái phòng master bedrooms mà cực kỳ là rộng rãi và thoải mái. Hey, ở đây đó mình sẽ thấy. Can you do a close up for me on the bathroom too, please? Thì đây là cái đây là cái restroom. Oh, I don't need to have my face ears. Đây là restroom của master bedrooms. Thì đây nè, mọi người thấy không? Đó. Đây là phòng shower room. Cái này là phòng mà đó, phòng bathtub. Đây là cái phòng toilet. It's on right here. Và cái nhà này khi mua ra, bây giờ mình quay kia mình có thêm phòng nữa. Sao? Còn đây là một cái phòng gọi là phòng dressing room nhỏ ở trong đây. Cái này nó lối liền với cái phòng gọi là phòng ngủ chính này. Bây giờ mình quay kia mình có thêm phòng nữa.